Vâng, chào mừng anh em đã quay trở lại với shop Dụng Bán Chuyện Kẹo Trì. Hôm nay em lại có về được một ít hàng FX Igon 5.5, 5.52 và 6.35 anh em nhé. Về được có ba cái cỡ này thôi, nên là anh em nào mà dùng cỡ 4.5 hay là 637, 638 hay 640 thì hẹn anh em vài ngày tới sẽ có chuyến hàng mới về. Đấy. Còn hôm nay, như hôm nay thì em chỉ về được có hàng FX 5.5, 5.52 và 6.35. Đấy, thực chất thì cái hàng 5.5 thì nó cũng có ít thôi, nó không có nhiều, bởi vì đa số là anh em bây giờ đang chơi là 5.52. Đấy, còn những anh em mà mua kẹo 5.5, nhưng mà khi em gửi cho anh em cũng đều gửi cho anh em là 5.52 hết, em không bao giờ gửi 5.5 cả. Bởi vì khi bọn em làm, bọn em lâu năm rồi, bọn em sẽ biết anh em đang chơi cái cảnh gì. Đấy, anh em đang chơi cái cảnh gì, anh em sử dụng cỡ kẹo bao nhiêu bọn em đã lắm được rồi. Đấy. Chẳng qua anh em mua 5.5 thì bọn em cứ ok, cứ ừ cho anh em thôi. Chứ còn thực chất khi bọn em gửi shop nào cũng thế, chứ không phải riêng gì một mình shop nhà em đâu. Shop nào cũng thế, khi anh em mua 5.5 thì bọn em đều phải gửi cho anh em là 5.52 về anh em mới chơi được. Nếu như gửi cho anh em đúng chuẩn 5.5 về anh em chơi, nó sẽ hơi bị luật. Đấy, thì cái độ chuẩn của nó bị giảm đi khá là nhiều. Đấy, cho nên là khi anh em mua, bọn em đều 100% là gửi 5.52 chứ không bao giờ gửi 5.5. Đấy, và có những cái trường hợp mà anh em mua kẹo 5.5 về mà nó vẫn hơi bị lỏng ấy. Đấy, thì tức là cái cành của anh em nó không phải là 5.52 nữa, mà nó có thể là 5.54. Vì không bao giờ có chuyện các shop gửi nhầm cho anh em kẹo 5.52 mà lại gửi nhầm kẹo 5.5 được. Đấy, chỉ có gửi từ 5.5 thành 5.52 thôi. Nên là anh em phải chú ý một chút về cái cỡ kẹo của anh em. Đấy. Còn nhiều anh em bảo là khuôn của anh nó thế lọ, khuôn của anh thế kia, thì em cũng khẳng định luôn với anh em này. Khi anh em mua một cân kẹo trị giá khoảng 450 với cả 500, cái cỡ mà nó không đúng, anh em đã không nghe rồi, anh em đã bắt shop phải đổi lại rồi, thì không có cái lý do gì như bọn em. Bọn em một cái khuôn nó trị giá lên đến khoảng 20 đến 30 triệu tùy vào từng chất lượng. Đấy, thì không có cái lý do gì mà cái khuôn đấy người ta làm không đúng cỡ mà bọn em lại không bắt người ta phải đổi cả. Cho nên là bọn em không bao giờ gửi nhầm cỡ cho anh em, chỉ là anh em không biết cái cành của anh em là cỡ bao nhiêu thôi. Đấy. Còn em sẽ giới thiệu chi tiết về cái dòng kẹo này cho anh em. Trước khi vào giới thiệu thì rất mong anh em có thể ủng hộ em, xin một like lên video và một lượt đăng ký kênh để em lấy tương tác. Còn về chất lượng sản phẩm thì anh em nào dùng qua hàng của shop nhà em rồi, có điểm nào chưa hài lòng anh em có thể cho em xin một lượt bình luận góp ý. Còn anh em nào cảm thấy ok rồi thì anh em có thể cho em xin một lượt bình luận ok để em lấy tương tác. Còn về chất lượng sản phẩm thì anh em yên tâm là hàng em giới thiệu đến anh em như thế nào, hàng gửi cho anh em chuẩn 100% như quảng cáo. Đấy, còn anh em lưu ý giúp em là hàng không kiểm anh em nhé. Đấy, anh em tin thì mua, còn anh em không tin thì mình có thể qua shop khác. Hàng FX Igon này thì chủ yếu khi anh em mua, kể cả là anh em mua 5.5, em vẫn gửi cho anh em là 5.52. Đấy, vì bọn em bán nhiều thì bọn em sẽ lắm được là cái cảnh của anh em phải chơi 5.52 nó mới chuẩn. Cái hàng FX Igon này thì hiện tại đang có giá là 350.000 một hộp bao ship. Mỗi một hộp sẽ có trọng lượng là 6,6 lạng anh em nhé. Mỗi một hộp thì khi anh em nhận hàng là nó sẽ có đủ tem trước mặt. Đấy, hộp zin thì mới có anh em nhé. Còn hộp lẻ lửa cân hay là hộp một cân thì thường thường là nó sẽ không có. Nó sẽ chỉ có là cái tem mặt thôi. Nhưng mà hộp zin, đây là em đang nói đến cái hộp zin anh em nhé, nó sẽ phải có cái tem logo trước mặt, tem vỡ ở cạnh sườn và tem cốt ở mặt sau. Đấy, khi anh em mua hộp zin nó sẽ có đủ ba cái tem và chưa bị bóc xé. Còn trường hợp mà nó bị đứt tem thì nó vẫn phải nguyên, nó vẫn phải nguyên vẹn anh em nhé, nó vẫn phải nguyên vẹn ở cái tem nó dán nằm ở đây, nhưng mà nó bị đứt cạnh thì không nói em gì. Đấy, trường hợp mà bị xé rách lát ra rồi thì tức là cái hộp đấy đã bị mở ra. Đấy, anh em chú ý nhá. Còn về chi tiết của sản phẩm thì cái dòng kẹo này đang là cái dòng kẹo tốt nhất và hot nhất trên thị trường hiện nay. Cái mẫu kẹo này hiện tại như cái chất lượng của cái thời điểm này thì bao chuẩn cho anh em là 130m và bao lắp C2 cho anh em là 90m. Đấy, anh em nhìn đấy, khi anh em mở cái lắp hộp kẹo ra, anh em nhìn cái chất chì khi anh em sờ vào, anh em đã cảm giác nó đã khác với cả những cái dòng kẹo thông thường khác. Đấy, những cái dòng kẹo bình thường khác anh em sờ vào nó sẽ có độ thô ráp. Đấy, thế nhưng mà riêng về cái dòng kẹo này anh em sờ vào nó có cái độ bóng mịn anh em nhá. Đấy, nhìn nếu mà để nhìn thì nó cũng như là cái chì bình thường thôi. Đấy, nhìn thì nó không khác gì cái chì bình thường, nhưng mà anh em phải sờ vào anh em mới cảm nhận được nhá, nó sẽ có sự khác biệt. Đấy, nó rất chi là bóng và nó rất mịn anh em nhá, chứ nó không thô ráp. Đấy, và hoặc là anh em bốc vài viên lên anh em sẽ có cảm giác nó sẽ trơn hơn. Đấy. Hàng này thì đúng ra của nó sẽ có đủ cỡ từ 4.5 cho tới 6.40, thế nhưng mà do cái đợt này hàng nó về chỉ có là 5.5, 5.52 và 6.35. Đấy, có ba cái cỡ này để phục vụ anh em.
Đấy, đồng giá hết là 350.000 một hộp bao ship, mỗi một hộp sẽ có trọng lượng là 6 lạng 6. Đấy, anh em mua 2 hộp thì sẽ còn 650.000 hai hộp bao ship. Đấy. Còn anh em mua thích mua lửa cân, em vẫn hỗ trợ bán lửa cân cho anh em. Đấy, lửa cân thì là 280.000 bao ship, còn anh em mua một cân thì sẽ là 500 bao ship. Đấy, đây là về chi tiết của mẫu kẹo anh em nhé. Kẹo đều đẹp, váy chung hai tầng, kẹo ngắn gọn, sắc nét. Đấy, hàng chuẩn, đấy, hàng loại 1 của shop nhà em, hàng tốt nhất của shop nhà em thời điểm hiện tại. Đấy, còn anh em cần cái mẫu kẹo nào anh em có thể là liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại hoặc Zalo, em sẽ tư vấn cho anh em nhé. Rồi, ok, chào toàn thể anh em và hẹn anh em trong những video tiếp theo.